tràn bao hướng nguyện. Ngàn đóa hoa tươi ngạt ngào nơi chánh điện, nhẹ nhàng chân ta bước đi, dạt dào trong tim khắc ghi phút giây đọng mãi trong lòng. Thành con khấn nguyện, chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con, hãy yêu từ tấm lòng. Chọn đời yêu trong chánh tâm, lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo. Dù trước hay sau viên lòng trong chánh niệm, họ hàng hai bên mến thương, nguyện cầu cho đôi trẻ thơ trong vầng sáng hào quang. Đưa hai chúng con đưa
Quang, cung kính những bệnh chư tôn thỉnh đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử cùng bà con quan viên hai họ là thân bằng quyến thuộc cũng như ba mẹ của đôi Phật tử trẻ Tân Lan Quang Minh pháp danh Thiện Chí và Tân Nương Kiều Đạt Thanh pháp danh Liên Thanh đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hàng thuận sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn tỉnh đức, kính thưa tất cả đến quý vị, có lời thưa rằng tình yêu là năm là tháng, là một tuổi cay đắng có nhau, tình yêu là khi tóc bạc vẫn xanh rất mộng ban đầu. Thật vậy, tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại, từ khi loài người có mặt thì tình yêu cũng từ ấy được kết tinh. Và dù cuộc đời có trải qua bao thời đại thăng trầm biến đổi thì tình yêu vẫn tinh khôi và dạt dào cảm xúc với nhiều cung bậc yêu thương như thuở nào. Và ở một phương diện nào đó, nếu con người biết phấn đấu vì nhau mà hướng đến chân thiện mỹ, vì nhau mà hy sinh, chia sẻ ngọt bùi, thì tình yêu chính là tính nhân văn sâu sắc và tuyệt vời nhất. Trên tinh thần đó, đôi Phật tử trẻ Quang Minh và Kiều Đạt Thanh được sự chấp thuận của cha mẹ và thân bằng quý thuộc hai bên đã đến với nhau bằng tình thương, tình yêu chân thành của đôi trai gái. Và với truyền thống tin sâu tam bảo nhằm khơi lại nguồn phận nghĩa vợ tình chồng trên tinh thần đức Phật dạy, để đời sống hôn nhân lứa đôi được xây dựng bền vững trên nền tảng đạo đức của người con Phật. Nên hôm nay, ngày 2 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 1 năm Quý Mão, trong sự kiện trọng đại được sự hứa khả và tận tình hướng dẫn của sư phụ chủ trì cùng chư tôn tiền đức tăng ni, buổi lễ hạng thuận của đôi Tân Lan Quang Minh pháp danh Thiện Chí và Tân Nương Kiều Đạt Thanh pháp danh Liên Thanh được diễn ra trang nghiêm long trọng dưới sự chứng kiến của mười phương chư Phật cùng chư tôn tiền đức tăng ni và sự tham dự của bà con quan viên hai họ. Đó chính là lý do của buổi lễ hạng thuận sáng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lễ hàng tuần sáng hôm nay, chúng con lấy làm vinh hoan và hạnh phúc được công đón sự diện chứng kiến của sư phụ chủ trì, cũng là người hứa khả và trực tiếp hướng dẫn cho chúng con trong suốt pháp lý hôm nay. Chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Chu Tuấn, chủ trì chùa Phước Quang. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu chư tôn tỉnh đức tăng ni tại đạo tràng cũng đã hoan hỷ quang lâm chứng minh trong buổi lễ hàng thuật của chúng con sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía đại diện bà con hai họ, với vai trò đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Nguyên là đại diện của gia đình Tân Lan. Về phía đại diện họ nhà hai họ với vai trò đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Kiều Văn Nghĩa và bà Lê Thị Phước là thân sinh phụ mẫu của Tân Nương. Và hai nhân vật đặc biệt nhất, trẻ trung, duyên dáng và già người nhất trong buổi hàng tuần hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tân Lan Quang Minh pháp danh Thiện Chí và Tân Nương Kiều Đạt Thanh pháp danh Liên Thanh. Và sau cùng, chúng tôi xin giới thiệu sự hiện diện của tất cả quý vị Phật tử, bà con quan viên anh họ cũng đã trở về tham dự buổi lễ hạng thuật của đôi Phật tử trẻ sáng hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa tất cả liệt quý vị, dù con lớn vẫn là con ba mẹ, đi hết đời ba mẹ vẫn theo con. Buổi lễ hôm nay được diễn ra trước hết là sự đồng thuận từ cha mẹ hai bên gia đình, với ước mong xây đắp cho hai con gia đình nhỏ hạnh phúc trong tâm cảm của người là cha là mẹ. Giờ này quý vị chắc chắn có những lời muốn bày tỏ trong buổi lễ hôm nay, và đặc biệt là những lời nhắn nhủ dành đến các con. Giờ này xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Hoa sẽ đại diện cho gia đình sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bạn yêu tôn kính thưa bà con cô bạn của hai gia đình, hôm nay trong tiết trời ấm áp, trong niềm hoan hỷ của những ngày đầu xuân, như trùng phùng duyên hội ngộ cho những lứa đôi tiếp bước tương lai xây dựng cuộc đời trong ý niệm thiết tha thiêng liêng cao quý của buổi lễ, con xin thay mặt cho bà con hai họ trước hết đặt lệ vấn an chư tôn đức tăng ni
cùng yên quý bà con hai gia đình ngưỡng mặt như tôn đức. Kính thưa chú bác, bà con hai họ, có hạnh phúc nào hơn trong cuộc đời làm cha làm mẹ khi nhìn thấy con mình ngoan hiếu, hiếu hạnh và tương lai gia nghiệp của mình hạnh phúc. Nuôi con từ lúc mới một lòng, rồi dập dụt bước vào đời, lớn dần cho đi học, mở mang trí tuệ, rồi đến tuổi dừng vợ cả chồng, xây dựng gia thất, là cả một tuổi thời gian chất chiêu, giáo dục, mong ước và đợi chờ. Và rồi ngày lớn nhất trong cuộc đời lại đến, ngày vui của những đứa con thơ đang tập tập bước vào đời. Lòng cha mẹ vui mừng khôn tiếc và cũng lo lắng khôn nguôi, vì từ đây các con phải tự gắn sự nghiệp của mình, tự bảo vệ vun sới hạnh phúc của mình mà đường nước còn dài, đường đi muôn vàn gian khó. Cha mẹ hai bên cũng thế, luôn mong hai con lấy tình yêu thiêng liêng thủy chung mà hai con đã hẹn thề. Và để tha thứ bao nhiêu rộng mở với nhau khi lỡ lầm, hai con Quang Minh và Đạt Thanh phải yên tâm lúc nào cha mẹ của các con cũng dõi theo hạnh phúc của các con. Hôm nay trong ngày vui đại hỷ, được sự nhất trí của hai gia đình cha mẹ, và xin phép đại đức chủ trì cử hành lễ hàng tuần tại ngôi Tam Bảo để cầu văn Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng gia hộ đồ trì cho cuộc sống hạnh phúc gia đình các con 100 năm đầu lạc trăng long. Trong thời gian thiêng liêng có hạn, chúng con không biết nói sao cho hết công đức của chư tôn đức đã dành thời gian quan lâm chứng minh cử hành lễ hàng tuần cho hai con của chúng con. Chúng con xin tận lễ tri ân quý ngài và cầu nguyện chư tôn đức năm mới nhiều sức khỏe để hoằng dương Phật pháp, và xin quý ngài ban lời giáo dưỡng để gia đình chúng con lấy đó làm hành trang cho cuộc sống. Xin cảm ơn bà con hai họ đã đến tham dự buổi lễ hàng tuần này. Xin chúc bà con chú bác nội ngoại bà bè xa gần của hai gia đình an lành các tuần như ý. Nam mô Thường Thanh Vị Bồ Tát. Dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, sự chứng minh của tôn tịnh đức tăng ni cùng bà con quan viên hai họ, giờ này xin mời đôi tân lang và tân nương quỳ lên đối trước Tam Bảo cùng nói lên những lời phát nguyện cho đời sống hôn nhân, để chính những lời phát nguyện này cũng là điều nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc sống lứa đôi được tốt đẹp. Xin mời tân lang và tân nương cùng đọc lời phát nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Quang Minh, pháp danh Thiện Trí, xin giới thiệu Phật tử Kiều Đạt Thanh, pháp danh Liên Thanh, sẽ là vợ của con. Kính xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con kể từ nay được nhân duyên chồng vợ. Khi đã thành chồng, thành vợ rồi, con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc căn bản đạo đức, làm người Phật tử chân chánh, chọn lòng trung thủy với vợ, tôn trọng, hiểu biết, chia sẻ, để cùng nhau xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc, an vui, và nguyện thực hiện năm bổn phận được Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. Một, khi vợ đi về luôn hỏi thăm lịch sự. Hai, dễ dàng trong vấn đề ăn uống,
để khỏi phiền lòng vợ phải nấu nướng cực nhọc. 3. Sắm những đồ dùng cần thiết cho vợ như quần áo, trang sức. Nếu như gia đình có khả năng, sẽ không bao giờ hẹn hò với vợ của mình. 4. Không sân tâm phản bội, luôn chung thủy với vợ. 5. Tin tưởng vợ và giao phó công việc nhà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời sư phụ chủ trì hướng dẫn cho đôi bạn trẻ thực hiện nghi thức lễ bái và sân trả tri ân. Xin công đức kính thưa toàn thể các quý vị, giờ này tân lang và tân nương sẽ cùng thành tâm dâng đèn bạch trọng để cúng dường người phương Tam Bảo và sau đó sẽ dâng trà để tri ân cha mẹ. Trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này, dưới sự chứng minh của người phương Tam Bảo, lòng thành của đông Phật tử nguyện xây duyên dưới sự chứng tri của mười phương chư Phật, hiện tiền cho con thể đức và tất cả quý Phật tử. Giờ này tân lang và tân nương dọn lòng trong sạch sẽ cùng thành kính dâng lên trọng hương nát quả để cúng dường Tam Bảo, dâng lên ánh quang minh để cúng dường ánh sáng trí tuệ đến với mười phương Tam Bảo và nguyện sinh tiếp nối ánh sáng trí tuệ của mười phương Tam Bảo. Kính đại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành hộ tế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Em thường thường trú Tam Bảo, mới biết tâm lang và tâm nương bày tỏ lòng tri ân cha và mẹ thông qua những tất cả dâng lên đối với hai đấng sinh thành. Cuộc đời
cũng không trả hết ơn người sinh ta. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, tất cả chúng con được sinh ra hiện diện trong cuộc đời này, giờ này được nuôi dưỡng khôn lớn và trưởng thành. Ngày hôm nay, trong sự kiện trọng đại của cuộc đời, chúng con xin được dâng lên mẹ, dâng lên cha, dâng lên những người trưởng thượng một tất cả tri ân. Xin mẹ, xin cha, xin tất cả hãy đón nhận lòng thành của chúng con. Chúng ta chưa từng có, chưa từng
Xin tất cả chúng ta dành một tràng vỗ tay.
Ngày nay chúng ta cũng xin được phép chư tôn đức chứng minh xin được cơ đến tất cả quý vị đại diện cho hai họ nhà trai nhà gái và tất cả quý phật tử ở đây có đôn lời chia sẻ trong ngoài lễ hạnh phúc sống hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được gửi lời đến tất cả quý vị làm cha làm mẹ đại diện cho hai họ của tăng nam và tăng nữ. Xin được hoan hỷ bởi vì quý vị đã có được những người con ngoan hiền hiếu thảo và đặc biệt là đã có những người con hoặc phật tử thuần thành có đạo đức và biết cách xây dựng hạnh phúc cho mình trên nền tảng triết lý của đạo Phật. Để làm được điều này, trước hết là nhờ vào cái sự giáo dưỡng của tất cả những người làm cha làm mẹ hai bên từ những ngày tháng ấm bé sơ sinh cho đến giai đoạn trưởng thành học hành và đến ngày hôm nay khi hai con trở thành người trưởng thành chính thức. Đó là cả một chặng đường dài 32 năm hai bên gia đình những người làm cha để hết lòng chỉ dạy bảo ban và hướng dẫn con của mình sống có chuẩn mực đạo đức của người dân Việt và thực hành đạo đức của người Phật tử. Thì để làm được điều này, chúng tôi biết rằng quý vị cũng trải qua tất cả những gian lao khổ nhọc mà nuôi con mình trưởng thành cho đến hôm nay. Không phải trưởng thành về mặt thể xác không được 30 tuổi, 40 tuổi mà trưởng thành về mặt đạo đức, trưởng thành về mặt ý thức và trưởng thành về nhân cách một cách hoàn thiện. Để đôi trẻ tìm đến Tam Bảo, tìm đến Bóng Phật Đà để mà xây dựng tình yêu thứ luôn. Thì hai bên gia đình yên tâm với điều này. Một khi hai đôi bạn trẻ đã tự chủ động tìm đến cái nền đạo đức của đạo Phật để thực tập và xây dựng đời sống gia đình của mình, thì hai bên gia đình yên tâm và tin tưởng rằng con cái chúng ta sẽ chung thủy và hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị đại diện cho hai bên nhà trai và nhà gái, ngày hôm nay quý vị chính thức trở thành xuất gia lẫn nhau và chính thức chúng ta bước lên một cái thiên chức nữa là người làm cha mẹ, vợ, cha mẹ chồng, thì chúng ta phải hiểu được rằng cái vai trò trách nhiệm của mình càng ngày sẽ càng lớn hơn. Hôm nay quý vị làm cha mẹ, mai đây sau nữa quý vị sẽ làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì càng ngày cái trọng trách, cái vai trò của quý vị càng lớn hơn. Bởi vì trước kia chúng ta sống giáo dưỡng cho con, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải sống giáo dưỡng làm gương cho đến cháu, thì cái vai trò của quý vị càng lớn hơn nữa. Chúng ta bắt đầu thiết lập một đời sống chuẩn mực phù hợp với vai trò của những người lớn, của những người làm cha làm mẹ, của những người làm xui và của những người sẽ làm ông làm bà trong tương lai. Thì vai trò trách nhiệm này được thể hiện qua việc quý vị xây dựng một đời sống trước hết là hạnh phúc và chuẩn mực. Tiếp theo nữa là quý vị phải biết được định hướng cho con, cho cháu của mình lấy điều gì làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Chúng ta không mãi mê chạy theo giá trị của vật chất, của tiền bạc mà quên đi cái giá trị của đời sống đạo đức hàng ngày. Và chúng ta chiêm nghiệm lại trong đời sống hàng ngày. Quý vị đến tuổi này 60, 70, chúng ta đủ thời gian để trải nghiệm và nhận diện cuộc đời rồi. Đến cuối cùng cuộc đời này, thứ mà chúng ta giữ gìn lại, thứ mà chúng ta để lại cho cuộc đời này và mang đi cho chúng ta thì chỉ có gia tài và đạo đức. Tất cả những của cải về vật chất, tiền bạc, nhà cửa, đất đai, đó là phương tiện khi chúng ta còn cần, khi chúng ta còn sống. Còn nếu đến lúc chúng ta không còn có khả năng sử dụng nó nữa thì có bao nhiêu tài sản, đất đai, tiền bạc khi chăng nữa thì đều chẳng có ý nghĩa. Mà cái điều ý nghĩa lớn hơn hết là chúng ta để lại được cái gia tài đạo đức cho con, cho cháu của mình. Để làm sao sau này khi con cháu chúng ta nhắc về ông, về bà thì con cháu chúng ta nhắc về những giá trị đạo đức, những câu chuyện hay, những lối sống đẹp, những cái hành xử truyền thống văn minh của ông bà để lại, chứ không phải nhắc nhở lại là cha mẹ ông bà để lại bao nhiêu đất đai tiền bạc nhà cửa gì cả, mà phải làm sao chúng ta phải là một cái tượng đài trong lòng con, trong lòng cháu chúng ta sau này, một tượng đài biểu tượng về đạo đức, giữ gìn quần phong của gia đình Việt Nam, giữ gìn cái truyền thống ngàn đời của ông bà chúng ta để lại.
Vậy thì những người làm cha làm mẹ đến giờ phút nào chúng ta đã xây dựng cho con mình cơ bản hoàn thiện về mặt nhân cách, trưởng thành về mặt ý thức và thiết lập được một đời sống riêng. Vậy thì chúng ta không cần phải quá lo toan về việc tiền bạc vật chất của cái cho con cái được, mà chúng ta hãy dành toàn tâm toàn ý về việc cư xử thiết lập và tôn vinh những giá trị đạo đức của gia đình mình, của tổ tiên mình và của cha ông Việt Nam chúng ta hiện nay. Quý vị có đồng ý điều này? Đồng ý. Sau này khi con cháu chúng ta nhớ về ông bà, còn nhớ về những hình tượng rất đẹp về mặt đạo đức trưởng thành, thì đó là điều mà thầy mong muốn gửi gắm đến những người làm cha làm mẹ. Chúng ta luôn luôn lưu ý về những điều này. Và giờ này thầy cũng có vài lời nhắc nhở đến Phật tử Quang Minh và Đặng Thanh, hai con thân thương. Ngày hôm nay khi các con trở về dưới ban bảo để thiết lập đời sống gia đình của mình, là các con đã lựa chọn một triết lý sống, mà triết lý sống này hoàn toàn tự nguyện cho các con lựa chọn, thì các con phải bồi đắp, phải phát triển triết lý đó trong đời sống hàng ngày. Triết lý của đạo Phật chúng ta lựa chọn là triết lý để tắp xây các hạnh phúc ngay tại trong đời sống này. Chúng ta không mơ mộng nghĩa văn về một đời sống tương lai nào đó hạnh phúc ở một nơi nào đó, mà phải thiết lập hạnh phúc ngay bây giờ bằng tại cửa đâu. Chúng ta đã chọn triết lý đạo Phật là triết lý cho đời sống hôn nhân, gia đình và tương lai của mình, thì chúng ta phải bám giữ điều đó, phát triển điều đó hơn. Mà đạo Phật, Đức Phật dạy cốt tủy vẫn là hạnh phúc ngay bây giờ. Các con phải hạnh phúc ngay lúc bắt đầu xe duyên kết tóc. Các con phải hạnh phúc ngay trong gia đình mình và hạnh phúc ngay đối với người bạn đời của mình. Trong tinh thần của Kinh Thiện Sinh có dạy cái trách nhiệm bổn phận của vợ đối với chồng, của chồng đối với vợ. Chỉ cần các con thực hiện cơ bản 5 điều của chồng đối với vợ, của vợ đối với chồng, thì về mặt cơ bản là gia đình sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn hạnh phúc nhiều hơn thì chúng ta phải thực tập giáo lý của Phật nhiều hơn. Thầy khẳng định và tin tưởng rằng một điều, tất cả những người thực tập theo giáo lý của đạo Phật nhường nhịn sống trong đời sống của mình thì chắc chắn không ai có khổ đau. Chúng ta thực tập được càng nhiều thì khổ đau càng ít, chúng ta thực tập ít thì khổ đau nhiều. Vốn bản chất của cuộc đời này, của thế giới bên ngoài thì tràn ngập khổ đau, đầy đẩy những bất an phiền não, đầy đẩy những tham sân si hệ lụy của cuộc đời. Chính vì vậy cho nên Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc ngay trong cuộc đời. Vậy thì các con bây giờ, ngay giờ phút này, là người đệ tử Phật sống trung kiên, dũng mãnh, sống có ý thức trọn vẹn, thì luôn luôn đặt cái hạnh phúc lên trên hàng. Mà hạnh phúc này phải là chân hạnh phúc. Lúc nãy chúng ta đã hành trì kinh chân hạnh phúc, phải hạnh phúc chân chính. Bởi vì thế gian cũng có rất nhiều thứ hạnh phúc, uống một ly rượu cũng hạnh phúc, đi chơi cũng hạnh phúc, nhưng có những hạnh phúc chưa phải là chân chính. Bởi vì đằng sau cái hạnh phúc, đằng sau cái tiếng cười đó là khổ đau, là than vãn, là và thì chúng ta làm sao để thiết lập các hạnh phúc chân thật, đó là cái điều quan trọng. Ngày hôm nay có một cái ý thầy muốn gửi đến cho hai con. Tất cả hai con năm nay là 32 tuổi, là cái độ tuổi trưởng thành hoàn toàn và chính chắn, không còn toàn bộ, không còn phải là tình yêu tuổi mới lớn, không còn phải là sự say nắng tuổi ban đầu, mà nó là sự lựa chọn bằng tất cả cảm xúc và lý trí. Chúng ta đến với nhau bằng cảm xúc yêu thương, nhưng chắc chắn và tồn tại được lý trí của sự lý trí. Đây là sự chọn lựa. Người bạn đời của mình là một sự chọn lựa, không ai ép buộc, không phải ngẫu nhiên, mà một sự chọn lựa trên nền tảng của nhân duyên. Và chúng ta biết rằng đã là chọn lựa, tức là có yếu tố lý trí. Vậy thì chúng ta phải sống cái đời sống tiếp theo này bằng đời sống của lý trí, của trí tuệ. Nếu trí tuệ chân chính thì sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc thăng hoa,
hơn cả những cái cảm xúc của mình. Nếu trí tuệ được sáng tỏ thì chúng ta mang đến cho chúng ta cái cảm xúc hạnh phúc chân thật hơn. Vậy thì khi hai con đến với nhau tại điểm này thì thầy mong muốn một điều rằng tất cả tụi con phải đặt ra cái câu hỏi khi chúng ta đến với nhau, khi thiết lập cuộc hôn nhân này, thiết lập cuộc đời này, thì cuối cùng là tụi con đang mong muốn một điều gì. Ngay trong giờ phút này các con tự vấn lại trong nội tâm của mình đang mong muốn điều gì trong cuộc hôn nhân, mình đang mong muốn điều gì trong cuộc hôn nhân này để chúng ta về thưa cha thưa mẹ, để chúng ta thông báo với anh em bạn bè và để chúng ta trở về với Tam Bảo và làm lễ. Chúng ta đang mong muốn điều gì trong cuộc hôn nhân? Thì thầy tin tưởng rằng mà ngay trong giờ phút này cái mong muốn lớn nhất của tụi con là mong muốn được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta phải làm sao giữ cái mong muốn này từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Trong cuộc đời chúng ta có người vốn sẵn rất là nhiều cái ước mong, nhưng có những cái mong muốn phù hợp với cái cuộc đời. Và ngay trong cuộc hôn nhân này cũng vậy, các con cũng có rất nhiều cái mong ước, rất nhiều cái điều mong muốn trong cuộc hôn nhân này. Nhưng mà hãy nhớ cái điều mong ước lớn nhất là mong ước được hạnh phúc. Đó là cái kim chỉ nam, đó là cuộc sống, đó là thời kỳ đỏ xuyên suốt mà chúng ta xuất tiến trình xây dựng cuộc sống tiếp theo. Thì đối với cái mong muốn thì thầy nói thêm một chỗ này, bởi vì trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều mong muốn, đặc biệt chúng ta yêu thương người nào thì chúng ta mong muốn ở người đó càng nhiều hơn, đúng không quý vị? Chúng ta không có mong muốn đặt mong muốn nào ở người dân cả, chúng ta đặt những cái mong muốn đó vào ai, vào những người thân của mình, và nhiều hơn nữa vào những người thương của mình, và nhiều hơn nữa là người vợ, người chồng của mình, đúng không? Có bao giờ chúng ta gửi niềm mong ước vào những người hàng xóm không? Có bao giờ chúng ta gửi niềm mong ước vào những kẻ đi đường không? Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, có phải tất cả những mong ước của cuộc đời ta chúng ta đều gửi vào người bạn đời của mình, đúng không? Vì tất cả những người ngồi dưới đại đa số là đã có gia đình rồi, chúng ta không chấp nhận điều này không? Nếu chấp nhận cho chàng của ta. Bởi vì thường thì chúng ta mong ước, mong muốn càng nhiều thì khổ đau càng lớn, phải không? Khi chúng ta mong ước nhiều á, người kia không thực hiện được cái điều mình mong ước thì mình khổ đau. Chính vì vậy cho nên yêu thương là nguồn cội của khổ đau. Yêu thương vào rồi mong ước là không được rồi mới có trách móc và quay lại khổ đau. Đó là một cái vòng lẩn quẩn của những người vô minh không có trí tuệ. Còn những người con của Phật là những người con trí tuệ, chúng ta phải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Người con của Phật có yêu thương không? Có. Có yêu thương thì chắc chắn sẽ có mong ước. Nhưng mà trong vô vàn cái mong ước đó, chúng ta phải biết cái mong ước nào là chính đáng và mong ước nào là phù hợp. Những người khổ đau do chúng ta cầu mong không được, bởi vì chúng ta mong muốn quá nhiều, nhưng mà cái mong ước đó nó không tồn tại hai cái yếu tố. Mà ngày hôm nay các con phải nhớ hai cái yếu tố để chúng ta xây dựng cái mong ước lẫn nhau. Đó là yếu tố thứ nhất là chính đáng, yếu tố thứ hai là phù hợp. Chính đáng có nghĩa rằng tất cả những cái mong ước của chúng ta là những mong ước chân chánh, đem lại hạnh phúc cho mình, cho những người thân yêu của mình và không làm tổn hại ai. Thường thì chúng ta mong ước trước hết là cho mình mà chẳng nghĩ gì đến người thân, người thương, những người xung quanh mình cả. Chính vì vậy cho nên nó phát sinh khổ đau, phát sinh bất hạnh. Cho nên cái yếu tố khi chúng ta khởi lên một cái ý tưởng nào đó, khởi lên một cái điều mong ước nào đó, chúng ta phải xét đó là cái mong ước chính đáng. Bởi vì nếu không chính đáng thì nó sẽ gây ra khổ đau, chắc chắn là chưa khổ. Không lẽ chúng ta có vợ có chồng rồi mà chúng ta mong ước có thêm 5-7 người yêu nữa, đó là mong ước không chính đáng. Mà một khi cái mong ước đó thành hiện thực thì chắc chắn sẽ khổ đau.
Nếu chúng ta có vợ có chồng rồi, chúng ta mong ước người bạn đời của mình chung thủy với mình suốt đời. Mình mong ước rằng mình giữ lòng chung thủy với người bạn của mình suốt cuộc đời. Mong ước đó là mong ước chính đáng, và mong ước chính đáng thì sẽ đem lại hạnh phúc. Bên cạnh đó có những cái mong ước chính đáng nhưng mà phù hợp hay chưa? Chúng ta mơ ước chúng ta có một căn nhà tiền to, cuộc sống chúng ta sẽ giàu có lên, cũng chính đáng thôi. Nhưng mà phù hợp hay không trong điều kiện hiện tại? Nếu trong điều kiện hiện tại chúng ta làm được, lao động được, nỗ lực phấn đấu được, chúng ta đạt được cái mong ước của mình thì điều đó rất phù hợp. Và mong ước nào chưa phù hợp mà nếu chúng ta quá cố chấp trong hiện tại thì nó cũng phát sinh khổ đau. Mà phù hợp là phù hợp với điều gì? Phù hợp với chính mình, phù hợp với cái người bạn đời của mình, và phù hợp với những người xung quanh của mình. Cho nên tất cả những cái mong ước trong cuộc sống, hai con phải xét như hai cái yếu tố. Thứ nhất là chính đáng, thứ hai là phù hợp. Nếu nó thỏa mãn được hai điều này thì chắc chắn cái mong ước đó là động lực để phát triển. Mà nếu nó không thỏa mãn hai yếu tố chính đáng và phù hợp thì chắc chắn là những mong ước sẽ đem đến khổ đau, tràn ngập trong tham lam, trong sân hận và si mê. Vậy ngày hôm nay tất cả các con mong ước được xây dựng hạnh phúc với sự tiếp đi của Tam Bảo, đó là mong ước chính đáng, và điều đó đã trở thành hiện thực. Và hãy tin tưởng rằng tất cả những người ngồi hôm nay trong buổi lễ này đều sẽ cầu nguyện cho các con được hạnh phúc và các con cùng hạnh phúc với người. Thì một lần nữa trong cái ngày trọng đại của đời người, các con biết trở về với Tam Bảo, nương vào giáo pháp của Tam Bảo để mà thực tập, để mà xây dựng đời sống. Thì ngày hôm nay mới là một ngày bắt đầu cái chuỗi ngày, chuỗi tháng, chuỗi năm, bắt đầu cái một hành trình dài. Chúng ta không được quên cái tâm niệm của ngày hôm nay. Cái tâm niệm sơ khai của thở ban đầu là cái tâm niệm đẹp nhất. Nếu chúng ta quên nó đi, làm nó mai một nó đi thì chắc chắn chúng ta sẽ xa đường lạc lối. Tất cả quý Phật tử, những người bà con dòng họ hai bên sẽ luôn luôn là cái nguồn lực yểm trợ cho các con, là những hành trì bảo vệ cho các con trong tiến trình xây dựng hạnh phúc của mình. Và các con nhớ, lòng hôm nay là lòng muốn thở, luôn phải nhớ lòng hôm nay là lòng muốn thở. Tâm niệm sắc son bắt đầu từ ngày hôm nay và luôn luôn không bao giờ thay đổi. Mong rằng tất cả các con, cái sự chứng đi của Tam Bảo dưới sự soi đường dẫn lối của giáo pháp sẽ có được an vui và hạnh phúc trong tương lai, giữ gìn cái gia nghiệp của Đức Phật để lại là trí tuệ, phát triển góp phần vào sự phát triển của Đạo pháp, trung kiên với Tam Bảo, nối tiếp những thế hệ con cháu luôn luôn là những người Phật tử, phát huy những gia tài về đạo đức truyền thống của người dân Việt Nam, của ông bà và gần nhất của cha mẹ chúng ta để lại, để chúng ta tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của công dân Việt Nam. Và mong rằng tất cả quý Phật tử ở đây luôn gửi tâm niệm cầu nguyện chúc phúc cho đôi học trẻ và kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử được an lành, và gia hộ cho đôi bạn trẻ luôn hạnh phúc trong đời sống tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn đại đức tâm trung tấn chủ trì Trung Quốc Quang đã có những lời hướng từ tặng cho các bạn trẻ. Và sau đây thì xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần tặng quà cho Tân Lan và Tân Lương. Xin mời những món quà đến từ phía ba mẹ cũng như gia đình chúng ta, những người thân của Tân Lan và Tân Lương. Ai có những món quà chúng ta đã chuẩn bị, hãy cùng tiến lên để trao món quà xin tặng cho cô dâu chú rể trong buổi lễ hàng tuần sáng ngày hôm nay. Xin được kính mời ạ. Lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy,
thề chung thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời thề chung thủy, thề chung thủy, yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng sanh tương lai nay con quy trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật Pháp sắc gieo nhân lành. Cho con hân hoan, cho con ca vang, khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin Ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con, xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin Ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn.